người dân sẽ cảm thấy tiết trời mát mẻ hơn khi nhiệt độ đêm nay chỉ ở mức từ 22 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ trung bình ngày mai cũng đều dưới 30 độ. Tuy nhiên, nền nhiệt được kéo xuống thấp bởi Hà Nội có thể có mưa rào vào chiều tối và dông rải rác. Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, người dân tại một số địa phương vùng núi cần đề phòng mưa dông, thậm chí là tố lốc và mưa đá. Phải đến rạng sáng mai thì mưa mới lan xuống Thanh Hóa và mở rộng dần tới Nghệ An và Hà Tĩnh. Mưa xuống sẽ mang đến tiết trời mát mẻ dễ chịu cho Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng mưa cũng gây ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, đặc biệt là khi người dân đang trong những ngày nghỉ lễ. Trước đó, những ngày qua, người dân tại các khu vực này phải chịu thời tiết nắng nóng gay gắt và oi bức, nền nhiệt có nơi lên tới 38 độ.